Rồi thái diều tầm cỡ không? Ông này con mét tám à? Thái diều quăng rồi, thái bàn thửng. Ông con làm con bỏ luôn hai hai mét hai đâu á. Này nó hụt được rồi xuống lèo nó nát rồi. Lên giá. Bắt con gấu rau. Hàng đại bàng hang thẫn. Do yếu quá dân không kêu được mà. Mà rồi rồi mà cháy cháy nguyên ngón út rồi đó. Dù lọc màu này lên ngắt ghê chứ. Sáng. Buông diều không buông à? Dễ gì buông. Kêu không được ngon. Nặng ốc. Nặng ngon loài không dữ à? Không. Có gió là đúng nặng lại. Chứ giờ vậy chưa nặng. Nó là người dân kêu là nó xiết nó lại cái là nó. Hôm nay tao làm một chút lá không? Lá nó cứng, lá nó bung được. Đó, đó, nè, ông lên, ông lên, ông lên, vậy đó, đó, ông lên. Đó, hộp nữa rồi, thấy không, thấy không? Hộp nữa nè, lẹo, lẹo, hộp nữa rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu, chết mẹ dữ rồi. Buông này, cái lát cái nắm không được, thấy mẹ. Sao phân lại không? Rớt leo hoặc leo rớt luôn mà. Sợ quá không vô. Trời xuống luôn. Xuống luôn mà. Ừ hình quá lên được. Lên được. Hình. Thấy giờ rất tự do luôn hả? Chết rồi. Ôm hết rồi. Chạy. Nó hợp nó. Nó hợp nó, nó. Đó. Xuống luôn à. Trông xuống luôn mẹ đây mày. Ừ, má tụi quay. Nắm lại cho xuống luôn đi. Rồi, xuống nhà khu rồi. Chụp. Đấy trời. Còn có ba chú à. À, ông mệt quá mệt rồi. Dạ, yếu quá. Chân cá này đủ. À. Lên cái nó yêu yêu gió nên hụt rồi. Nhớ nhiều nghèo anh Vũ. Hả? Đó. Hả? Nhớ không? Nhớ. Lâu lắm rồi, thả lại ai chứ. Cũng đâu có lâu đâu. Nửa tháng rồi. Từng lấy nhiều. Hả? Từng lấy nhiều. Nửa tháng rồi. Ở đâu vậy? Hả? Hôm giờ nó nằm đâu hả? À? Hai đầu bữa nay không thấy ta. Sao? Bán hết hả? Dưới đây có mấy con à. Đây có con diều thẫn. Thẫn với con diều nhọn. Đại bàng chiến đi vậy, ngày nào thả bà. Ừ. Bỏ nhiều đi. Thấy cùn luôn đó mà. Con lợm.
con lượm rô đi. Mệt quá. Cái này mới tới cái giải à. Giải ngươi ta. Còn được có 3 con dịu. Lên đỡ dày không hơi thua rồi bó tay rồi. Dạ, sáu lên đó. Cộng trước mà té nằm đây mà. Ai? Về. Có hả? À té không không nhiều á. Về luôn rồi. Xíu phỏng này nắm tay luôn. Nó gọi chi vậy? Gọi cái chuyện em ốm gì á. À. Mà già thì ấy đắt bán gì đó rồi tiền bạc thì sao gom không có phải ốm nghe tùm lum tiền bạc gì biết rồi thật sự ốm rồi hết luôn anh nó qua kia mất công quá nó qua rào và ớt qua bệnh khó lấy. Bạn kia nó gửi cho mình cái ghi mấy bạn. Sao? Ở đây chịu tấm bệnh ống tay rồi. Kéo ổng rồi mình nằm trong đó. Giờ rồi. Phải quay kịp rồi quay cho ổng một cảnh. Nó té mình dài rồi. Hai chân động qua đây. Chạy đó, chạy mình đó. Tại cũng ráng chịu ôm ốp lâu lại. Sao đi sao ấy dữ vậy? Làm thả diều sao ấy dữ vậy? Đứng đây nè. Cái trận diều mà nó vừa nhào xuống lâu không mất hơi té luôn. Mình ổng giật là bay à, bay hết à. Ổng giật quen rồi. Nó hay chưa? Dù đổ mà. Thấy không? Thấy không? Dữ không? Ừ. Bỏ qua nhẹ nhàng. Quá trời màu quá. Đó. Là ghê chưa? Ghê. Chúi không à, ông mày có đi lượm cho ông không? Bớt lại, bớt lại. Vớt để bàn, vớt để bàn. Ông đem nhiều vô nhà đó. Một khác một nữa. Trời lắm. Nhiều quá chừng lắc không nhào vậy. Còn nhiều gì màu xanh dương á, dưới màu trắng á. Xanh dương màu trắng màu đen dưới đuôi nó có nguyên rì rì á. À con đó cũng biết tám. Ờ con không con nó lên đẹp á. Quá cha nữa. Cũng biết tám. Con nó lên ngon mà bữa nay gió yếu mà. Ở đi xấu là bự mà. Ừ. Đi mà đi con này tí, giờ lấy con gì Nam Sơn lên, đem con này về dưới. Con cũng nhiều rồi giáo đen hết con chó. Nó đẹp lắm. À, ông Tư Sơn hả? Tư Sơn có mấy diều đẹp lắm. Ủa sao cái miếng nhỏ nó nhắn người ta? Đúng rồi, màu trắng đỏ phải không? Nắng nó teo lại. Không bỏ nhà đâu. Máu nó bướng, mãi dài lắm á.
Nãy con kia ông đưa cái đó ông phát cỡ đêm đó, em này nhỏ thả cái này rồi. Ơi, dữ à hả? Đi 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 qua đây em, qua qua đây cả. Còn đó hả? Anh mạnh nó ghê đó. Là nó liếc một cái là bất. Chưa lên tẩy hả? Cái gì, cái tẩy hả? Kia nó mà gió yếu nữa là lên nữa. Đó chưa lên lẹo. Hết gió nó còn. Nhìn đây nó gần quá. Gần vậy chứ nhiều đó hả? Dữ lắm. Cái bữa con độ khoảng là nếu mà to hết cái cuồng đó luôn á là khỏi. Khoảng mà từ đây với nhậm chính quà bác bà nếu mà hết cuồng đó bỏ hả ông ruộng hết cuồng cấm cỡ tới nhậm chính quà còn cuồng này hết cuồng tới tiệm ông ti à vô luôn không ai nữa hai tay mất quá. Về tao ta rảnh mà về tao lột ra ráp lại chắc nhỏ hơn chứ rồi tao dán lại nó nhỏ hơn nó nhẹ hơn không không bứt tay thả gì cho con gì có bứt tay không chúng chỉ mấy ngón tay đó mình chỉ thụng vô luôn mày chết rồi sao không thả được gì nhiều đẹp quá thả được sợ chổi. Rút lên rút sườn lên. Rút sườn lên có cái văng nó chịu lại. À. Cứng cứng á. Cái dây văng cột văng rút lên là quan trọng lắm, cột siết cho cứng lên. Rút cái sườn trên lên. Nhào đồ xuống nó không có cũng đỡ. Sườn trên nó bẻ nhìn giống gãy quá ba ha. Nhìn nó giống như cái sườn nó bị gãy. Nó lên sườn này đấy nè. Chưa lên người ta cúp rồi. Nhiều người lên gặp gió là xong rồi. Nhiều người cũ nó bay dữ đúng không? Mới lọc lại nó bị trứng đó chứ. Mới đổi đầu văn lại nó không bay đó. Như năm mà là kêu bầu kêu. Nhiều thẳng kêu là có lớp là dính tùm lum rồi đó. Bây giờ mình thấy con diều sao nó lên được lý do là sườn quá yếu nó mới lên cái sườn nó quá cái sườn nó mảnh nó yếu là nó lên à lợp căng nó đâu phải căng quá là nhiều đó là đâu mảnh vậy luôn hơn nữa con diều mình chút cứng ngắc mà mình lấy tay mình chặn mà không vô là thả lên nó quay không bao giờ lên rõ ràng luôn rồi dướng nữa rồi dướng luôn kìa. Ủa, cước nhỏ bỏ bóng ra bóng cước nhiều em biết liền đâu này đỡ đánh chính bố trên nè chết mẹ hả à, sao hạ à, sao hạ cao lắm dữ cao lắm rồi dữ hai ơi ngay lọc luôn đây nằm dưới nè không có
bà có gỡ ông chính không? Kêu ông xe, ông có xe xe ông con ông một đường này thôi, giấu con qua đường nghe nó kéo cái cách. Cái bắt con vậy nãy định đi lả lên mẹ đâu nhiều nó mua mà mua rồi là chiều luôn là ông nhiều muốn thì chơi nghe hả hai chị hả ủa mà chơi bán đó ông nhiều có hai chị đó dư hả hai con ổng ba con năm con có nhiều thắng bự. Vừa nãy mới lên hả? Chà bá. Nhiều bấy lẹo không? Cái này kỳ nha. Mới kêu anh Tư xuống thả nó về. Không chừa thằng nào lại hồi về nhiều hết á. Về ráo luôn rồi. Chân kỳ thiệt chứ. Lên lèo một miếng rồi mở hết gió bắt cũng lắc gió bên đây cũng thả thì cũng được chứ nhiều ba cũng biết á nhiều ba như ba ông ba nhiều đó hả nhiều nó chụp xếp bút sơn á nhiều của Thảo Điệp vớt tôi lấy hai cần câu tôi làm lại nhiều mới rồi quay lên cái cho lấy lên cái cạnh miếng trước cho lấy lên cái để đi leo cái giải chết luôn muốn leo cái giải này giải là cây nào đó, cái cây lá ngon đỏ đó bước, con diều nhẹ nó có đèo nó lấy được ha con diều nặng một đèo rồi đó bác hai biết vậy sao bác hai không chút sườn nhẹ đi chút không được được chứ được mấy cháu mà chút vô một chút nhỏ thì để cho được cái làm tụi diệu thuốc chút mốt chứ con diệu đỏ của con đang bay nó đã mét ba rồi con gì mét ba mà bẻ sườn vô còn mét mốt chứ còn mét mốt làm gì được mét ba còn có mét à mét à không hơn mét thôi à không ít thì cũng mét lẻ năm là dữ không mấy ăn mét nhỏ thì làm diệu nhỏ không thuốc mốt rồi cứ mốt nặng là nói chung là nó nặng là nặng ở cái giấy á hai cái giấy bẻ không hết phanh kẽm mẹ rồi mà kẽm lớn chứ phải như kẽm con diều trắng đen trước đâu mày không lấy cái tiên xe đạp á bẻ kẽm lớn mua kẽm lớn phanh kẽm luôn hả mua kẽm luôn hả kẽm nó sợ nó gãy đó bởi vậy nó bay nó mới nhịp vậy đó bay nó rung đó đường ẩn lên rồi rồi xiết nó lên lại cái chứ rồi nó vô đợi nó lên chứ biết chừng nào rồi gió nữa ấy dưới kéo lên à lo nữa gió dưới đang xiết á cứ rồi được rồi kéo lên đó cái mỏ bà hả đó gió đó rồi tiếp rồi một chút ngắt mẹ rồi coi ba vừa thả có 3 mét điều này là quá siêu rồi. Chiều này nặng gió lắm, chịu gió dữ. Chịu gió. Ở gió ở yếu này đâu có thu gì đó. Chiều tiết đâm á. Em chung ơi. Dầm kêu đồ nghe cũng được đại á. Im luôn nữa ha. Dù đó người ta bay đứng im, dù ta bay đứng im. Rò luôn đi, nó bắt gió đi, gió này có giặt đâu sợ. Hả? Tới đâu chưa? Tới thằng rào dưới à? Đó là tới thằng rào rồi đó. Tới thằng rào à? Rồi theo chúng đi. Rồi tới đâu đụng cá cắn nó được à.
chứ còn thả như diều con như diều đại bàng sao nó bay nổi. Biết mà mình thả có mấy diều rồi ta, bữa đông lắm, lọc đồ ở đây không thấy hả? Diều không còn mà sao không thấy nó thả đâu. Đi làm à? Diều không có hả? Lôi sai từ động nó xuống dưới tụi mình gặp kia nó bị lên à. Tôi đủ gió ra nó không lên nổi nha. Rồi thêm đi. Đó nó chắc là miếng lo ra cho nó một miếng. Ủa, văn kêu cũng được đại á. Đó. Đó, được miếng á. Lắm nào có gió là nó kêu. Chà chà, nhiều bay đâu qua đây nữa trời. Dướng vô chết luôn á. Ui, thiệt rồi. Rò tự đi, không dám rò ta hả. Tính là mùa này tại thả nhiều tin tưởng luôn ha. Nói gì tới gì á. Nói gì lưng luôn. Nhiều hàng tin tưởng nhớ thấy nhiều của năm của cả tài tiết này mình chứng là ai về làm tiết mực không đáng chảnh coi một nửa rồi bệnh này. Đừng bay là biết rồi đợi. Hay quá. Gắn bùi giá cho nặng cho nó khỏi hộp cũng vậy. Gắn bùi giá gì nặng rồi rồi vậy để lên căn ký sao ăn được bắt năm 2 lạng 3 con 2 lạng còn chưa ăn được nữa mà. Không ngon ha. À, yếu yếu. Ông trời nó buồn quá ông xách xuống rồi. Cái gì vậy? Giờ quê mẹ. Gì vậy? Mát thì gì vậy? Giờ quê mẹ nó mát thì thấy không? Biết. Hơi nặng nè. Quá buồn hả? Ở vậy gom chỗ đây có gì vướng là đảo đi ngầu nói chuyện rồi cho nó vui. Ra đường má chịu rồi bị chờ chưa hết buồn thôi. Lâu cũng té điện nè. Hả? Lâu cũng té điện nè. Nó dài luôn, bệnh nó cũng buồn. Tưởng đâu ông giận giỡn ai mà ông không chịu nấu đó. Nấu đâu mà nấu. Ôi ừ. Ếch ông lâu lại đó mà. Ông chụp 2 lần đó. Gió bự mà thả gì bự. Làm bự đâu vụ ai đó. Về căng làm căng. Nhiều khi sửa vừa. Cột á. Cột giấy cột đồ ngon. Mà cột nó không qua cái dây ni lông. Dây lông cuộn mềm mềm vậy đó mà cột mà rút cứng là nó không nhả, còn dây dù rút cứng vừa buông ra nhả liền. Đốt. Vừa xong đốt. Thì đốt á. Đốt hai đầu á nó cháy phù dồn lại. À, là nó mới không bung thôi. Còn dây ni lông là chừng tháng. Rất là có dây tự nó dây dù, tại vì dây dù ba nhỏ kêu dây sắt vô nó hút. Nó hút nó cứng cái sợi dây dù lại. Nếu mà văng xuống nhiên chắc không thôi. Chắc cũng cỡ nhiều con à. Hình như cái bờ ngang ngắn thôi. Dạ. Dài quá nên nó còn nãy là nếu mà cho mà nếu mà gió xiết là con nhiều mình đang thấy hả? Sườn yếu. Sườn con nhiều yếu. Đù. Dưới nữa à. Thả sao thả rồi. Ui, xuống ghiền làm nhiều ông ơi. Thả ông ơi. Thử đẹp à. Chắc là cây quá. Ngọn cây. Không có gió không? Chưa thả ngọn cây mày. Mày mới hả cụ? Mới làm. Còn con nào vừa? Kiếm hả?
con nào bữa con bự hả, con nào mà thằng rỡn đồ đen đen gì đó, con kia rồi con kiến không, con kia không thả, không không biết nữa đâu, nhau đi nè, nhau đi thấy gì đó đặt ký tùy đâu nào mà cái liều trên đây bạn. Giờ chỉ một ở đây là hai nữa, anh Hồi nhiều dưới anh thấp thấp nên nó văng ra thôi. Mày Hồi có đeo kiếm không? Không. Ừ. Một ở đây. Có ba. Mày cháy cái thiệt giống rồi á, cháy cái giống rồi. Nó cũng nó dành cây đâu. Bởi vì vô lớn người ta thả vô bự chứ. Vô thấy nhiều mà mắt rất là có con nào đâu nhỏ. Còn con nào đâu không? Con bự chứ không? Nữa kìa. Trên con thứ dữ không ai. Thứ dữ không ai. Trắng tím nữa. Không bay thì đốt. Đây. Đâu. Nó quẹt nè, không bay rồi, nó quẹt rồi đốt. Đây không bay thì đốt. Đâu giờ này còn màu mỡ ra bia bọt nó ra. Đâu cái này đẹp trai quá ta. Đâu, tóc tai được con nè. Thiệt chết hả? Lên đó, kéo lẹo qua đó chút. Dìu quá, dày quá. Kéo đi chút. Mấy bán không? Ê Út. Đâu? Dìu bự dữ ta. Dìu lên. Giờ của mày biết lên. Mỗi lần chẳng phải. Hả chưa? Hả chưa? Hả chưa? Giờ người kia nó cho. Giờ nó phước à, phớp hà. Yếu rồi giờ. Giờ nó phước chứ hả? Dìu dân nhẹ. Phớp rồi đấy. Dìu dân nhẹ. Dìu gió anh hút chìm ăn. Để hết đen đâu hả? Hả? Bà bà xe anh. Mày làm hả? Đang bỏ nhà. Thằng kia nó cho con, nó không biết làm đâu. Vì lá hả? Dạ. Vì lá thì đi lượm đi. Đi lượm sớm. Dài á. Giờ kiếm cái chạy nước suối ra qua cắt làm nó dai nó không có đứt. Là con nhẹ nhàng quá. Cái ông đó vì lá này mà làm gì vậy? Dần nhẹ quá. Dữ lắm. Cái ông đứt vợ lắm. Chạy lẹo chút lên mà. Rớt xuống. Rớt xuống cái đầu dữ vậy. Vô. 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 Nhẹ dấu xíu nhẹ đó vừa bữa nay dấu vừa mà xíu nhẹ rồi kéo lẹo lên chứ thèm cây rồi kéo gì nữa kéo gì lên kéo lên học á rồi vô muốn kéo luôn dìu nhẹ gió lắm nè giờ dìu này biết là lên đang cột dần cái xe đó đi mua đi mua chắc chở làm mình thả được hoài luôn cái gì một hai ngày nó chơi nước suối ao phi rồi video này kết thúc các bạn à. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.
Rồi chào tạm biệt.